Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngân hàng nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào 25 tháng 4. Trang Kinh tế Sài Gòn cho biết mới đây, Ngân hàng nhà nước thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC vào ngày mai, tức 25 tháng 4. Theo đó, tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 1.400 lượng, khối lượng tối đa là 2.000 lượng. Trước đó, ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong phiên đấu thầu ngày 23 tháng 4, có 2 thành viên trúng thầu vàng với 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng SJC. Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng một lượng. Hiện nay, giá vàng miếng trong nước đã tăng trở lại sau phiên đấu thầu hôm qua, vượt mốc 84 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 4, theo thông tin từ biểu đồ giá vàng.vn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 82,3 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 84,3 triệu đồng một lượng, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt ngày giao dịch hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 82 triệu đồng một lượng mua vào, 84 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,35 triệu đồng một lượng mua vào, 84,25 triệu đồng một lượng bán ra. So với hôm qua, mức này tăng 1,05 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 1,25 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Theo Thông tấn xã Việt Nam, giá vàng thế giới ổn định trong phiên 23 tháng 4 sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. Đến khoảng 1 giờ sáng 24 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 2.325,80 đô la Mỹ một ao. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,2% xuống 2.342,10 đô la một ao. Một điều đáng chú ý, sau phiên đấu thầu đầu tiên, giá vàng SJC tăng vọt, đà tăng mạnh còn được duy trì sang ngày 24 tháng 4. Cụ thể, trong sáng 24 tháng 4, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đang được giao dịch ở mức 81,80 triệu đồng một lượng mua vào, 83,8 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 800.000 đồng một lượng chiều mua vào, tăng 500.000 đồng một lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Như vậy, đấu thầu vàng xong giá càng tăng cao. Giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 81,75 triệu đồng một lượng mua vào, 83,75 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 450.000 đồng một lượng chiều mua vào, tăng 750.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại các nhà vàng còn lại, giá bán ra thấp hơn khá nhiều. Tập đoàn Doji đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,50 triệu đồng một lượng mua vào, 83,50 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG được giao dịch ở mức 81 triệu đồng một lượng mua vào, 83,1 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng đi lên đáng kể. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng rồng Thăng Long được điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên 73,68 triệu đồng một lượng mua vào, 75,38 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của Doji tăng 200.000 đồng một lượng, lên 73,95 triệu đồng một lượng mua vào, 75,6 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng PNG tại công ty PNG đứng im ở mức 73 triệu đồng một lượng mua vào, 74,8 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng tăng ngoài sức tưởng tượng sau phiên đấu thầu vàng dường như thể hiện kỳ vọng giảm giá kim loại quý này chưa đạt hiệu quả. Trở lại phiên đấu thầu vàng bị ế như dư luận đặt tên, được biết giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc được ấn định là 80,7 triệu đồng một lượng, dù đã thấp hơn mức giá tham chiếu dự kiến áp dụng cho phiên đấu thầu vàng ngày 22 tháng 4 là 1,1 triệu đồng một lượng. Trước đó, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 81,8 triệu đồng một lượng. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng, tối đa là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Trên thực tế, ở thời điểm này, rất ít doanh nghiệp dám ôm 1.400 đến 2.000 lượng vàng. Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần cho biết, ngân hàng từ chối tham gia phiên đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước vì biên lợi nhuận rất thấp, chỉ khoảng 20.000 đồng một chỉ, nên ngân hàng không muốn đầu tư vào vàng. Mức đặt thầu tối thiểu này là quá cao so với nhu cầu thị trường hiện nay.
Theo tính toán, nhu cầu tiêu thụ vàng miếng SJC bình quân của toàn thị trường khoảng 200-300 lượng một ngày. Ngày cao điểm ghi nhận mức bán ra 400 lượng, gần như cao nhất kể từ đầu năm nay. Với sức tiêu thụ này, đặt cọc mua ngay 1.400 lượng vàng miếng thì không biết bao giờ mới bán hết. Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đều tuân thủ nguyên tắc mua bao nhiêu bán bấy nhiêu bởi giá vàng tăng giảm liên tục. Do đó, việc trữ một khối lượng vàng giá cao trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh là rất rủi ro. Kênh đầu tư mang lại lợi nhuận rất cao. Theo chuyên trang của báo Đầu tư, nhìn lại thị trường vàng Việt Nam trước khi Nghị định 24 năm 2012 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có nhiều bất ổn. Thứ nhất, tình trạng vàng hóa nền kinh tế trầm trọng với việc vàng miếng dần trở thành thước đo giá trị, công cụ tích trữ giá trị phổ biến và phương tiện vay mượn thanh toán. Thứ hai, biến động mạnh của giá vàng gây ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối và tỷ giá, đẩy mặt bằng giá hàng hóa nhập khẩu lên cao, gây áp lực lạm phát và khó khăn cho công tác điều hành chính sách tiền tệ và kiểm soát an toàn vĩ mô. Thứ ba, ngân hàng nhà nước khó có thể kiểm soát thị trường vàng khi có quá nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh vàng miếng. Thứ tư, hiện tượng nhập lậu vàng trở nên phổ biến, với ước tính lượng vàng nhập lậu hàng năm trong giai đoạn 2007-2011 ở mức cao nhất khoảng 40-60 tấn. Nhận định được các vấn đề đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24 năm 2012 hướng đến mục tiêu tổ chức sắp xếp lại thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng, hạn chế ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Không thể phủ nhận Nghị định 24 năm 2012 đã góp phần thay đổi nhận thức, văn hóa, thói quen của người dân về vàng, không còn coi vàng là phương tiện đầu cơ cũng như thanh toán. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, nhận định. Trên thực tế, sau 12 năm triển khai Nghị định 24 năm 2012, đến nay thị trường vàng cơ bản đã đạt được các kết quả tích cực, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Cung cầu vàng miếng tương đối cân bằng, nhu cầu mua bán vàng miếng trên thị trường giảm đáng kể, giải quyết được tình trạng vàng hóa khi quan hệ huy động cho vay bằng vàng chuyển sang quan hệ mua bán. Cùng với đó, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, trưởng của BIDV cho biết, việc đấu thầu vàng đã triển khai 11 năm qua góp phần không nhỏ trong việc ổn định thị trường vàng. Được biết, phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Trong năm này, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu. Khi đó, giá vàng SJC đắt hơn vàng thế giới khoảng 4-5 triệu đồng một lượng. Còn hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới có thời điểm lên đến 20 triệu đồng một lượng. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng tăng phi mã, trở thành kênh đầu tư mang lại lợi nhuận rất cao. Minh chứng là chỉ trong gần 4 tháng, giá vàng thế giới đã tăng tới 16%, còn giá vàng nhẫn trong nước tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2023. Vàng miếng SJC có thời điểm đạt mức giá 85,5 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước tới nay, trong khi vàng nhẫn SJC đạt ngưỡng 79 triệu đồng một lượng, kéo theo hiện tượng khan hàng, thậm chí cháy hàng. Để tăng cung trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị cho đấu thầu vàng miếng SJC sau 11 năm tạm ngưng. Hiện có 26 đơn vị, bao gồm cả Ngân hàng Thương mại và Doanh nghiệp Kinh doanh vàng, thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, trong đó có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!